Sự thật Á hậu Phương Nhi sắp lên đường dự thi Miss International 2023. Bà Phạm Kim Dung xác nhận, Á hậu hai Miss của Việt Nam 2022, Phương Nhi sẽ đại diện của Việt Nam thi Miss International 2023. Chiều ngày 18 tháng 5, bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng đã chính thức lên tiếng xác nhận Á hậu hai Miss của Việt Nam 2022. Nguyễn Phương Nhi là đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss International, Hoa hậu quốc tế 2023. Phương Nhi có một nhan sắc ngọt ngào mà người khác sẽ có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên cùng sự hoạt bát, đáng yêu của mình. Đại diện năm nay của chúng ta sẽ hòa nhập tốt với môi trường quốc tế. Ngay từ lúc nhận nhiệm vụ, chúng tôi đánh giá cao sự kỷ luật, nghiêm túc hết mình vì cuộc thi của Phương Nhi. Với lịch trình huấn luyện đã được sẵn sàng, Phương Nhi chắc chắn sẽ hoàn thiện mình và trở thành niềm hy vọng mới của nhan sắc Việt trên đấu trường thế giới năm nay. Hãy tin tưởng và ủng hộ tinh thần cho cô gái này nhé, bà Kim Dung cho hay. Chia sẻ về cơ hội thi quốc tế, nàng hậu hào hứng, Phương Nhi rất hạnh phúc khi có cơ hội tham gia đấu trường quốc tế Hoa hậu quốc tế. Từ lúc chị Bảo Ngọc, Mai Phương đã được xác định cuộc thi quốc tế của mình, Nhi rất nóng lòng và mong muốn mình cũng có cơ hội được thi đấu. Hoa hậu quốc tế là cuộc thi mà Nhi mong ước, Nhi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để đến với cuộc thi trong sự chuẩn bị tốt nhất. Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Cô cao 1,7m, số đo 3 vòng 80, 57, 88cm. Người đẹp theo học chuyên ngành luật thương mại quốc tế của Đại học Luật Hà Nội. Cô cho biết thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha. Trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ người có làn da đẹp nhất và giành giải Á hậu 2 Trung cuộc. Sau khi đăng quang, Phương Nhi tham gia nhiều sự kiện, góp mặt ở các thảm đỏ thời trang, đóng MV. Năm 2022, người đẹp làm giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long. Hoa hậu quốc tế là một trong những cuộc thi nhan sắc uy tín lớn nhất hành tinh. Ngoài vẻ đẹp hình thể, cuộc thi này còn đề cao vẻ đẹp thanh lịch, tri thức, sự chủ động và thiện chí hòa bình của người phụ nữ. Cuộc thi năm nay dự kiến tổ chức vào tháng 10 ở Nhật Bản. Như vậy, Phương Nhi còn khoảng 5 tháng để tập luyện. Đương kim Miss International 2022 Jasmine Selberg đến từ Đức sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Năm 2022, Á hậu Phương Anh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi nhan sắc này, nhưng gây tiếc nuối khi trượt top 15 chung cuộc. Trước đó, nhiều người đẹp trở thành đại diện Việt Nam tranh tài tại Hoa hậu quốc tế như Trương Quỳnh Mai, Phạm Anh Phương, Lê Minh Phượng, Ngọc Diệp, Phạm Thị Thùy Dương, Cao Thùy Dương, Trần Thị Quỳnh, Trung Thục Quyên, Thùy Vân. Hiện, thành tích cao nhất của Việt Nam tại Hoa hậu quốc tế là danh hiệu Á hậu 3 tại Hoa hậu quốc tế 2015.